Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Lời đầu tiên thì cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, thì như tất cả mọi người, chúng ta cũng đã biết những cái câu chuyện mà đàn gà con và anh Mạnh Quỳnh trong cái thời gian này đúng không ạ? Thì ngay sau đây thì Vượng Hạnh cũng sẽ xin được cập nhật để gửi tới những cái thông tin mới nhất liên quan tới đàn gà con anh Mạnh Quỳnh, ekip quản lý để gửi gắm tới các quý vị những cái thông tin mới nhất, chính xác nhất để cho mọi người có thể biết được về những cái lịch trình của đàn gà con cũng như anh Mạnh Quỳnh trong cái thời gian này đúng không thưa quý vị? Kính thưa mọi người thì Trường Sang ngay sau khi mà cái buổi live show của anh Mạnh Quỳnh trong buổi tối ngày hôm qua, anh ấy cũng đã diễn live show xong ở khu vực Hà Nội. Thì ngày hôm nay sau khi mà đăng tải những cái thông tin mà anh Mạnh Quỳnh đã biểu diễn tại Hà Nội xong, thì em Trường Sang cũng đã lên tiếng và cũng đã có một chút cái thông tin lên cái trang cá nhân của mình như sau. Tức là em ấy đăng tải cái status này cách đây khoảng 8 giờ đồng hồ thưa quý vị. Thì lúc này đây thì Vượng Hạnh cũng mới có thời gian để cập nhật cho các quý vị biết. Mong mọi người hết sức thông cảm cho Vượng Hạnh nha. Sau đây thì mình xin được cập nhật cho các quý vị được biết. Buổi sáng nhẹ nhàng cùng chú bên tách cà phê, một cảm giác rất là thoải mái và thư giãn. Tức là Trường Sang và cũng đã đăng tải cái thông tin của mình về những cái câu chuyện cũng như là cái buổi sáng ngày hôm nay thì em ấy cũng thức dậy và uống cà phê vì tại tối ngày hôm qua thì xong cái live show của anh Mạnh Quỳnh nó cũng hơi muộn thưa quý vị. Thì ngay sau khi Trường Sang cùng với anh Mạnh Quỳnh xong cái live show đó thì lập tức sáng ngày hôm nay thì cũng đã dậy sớm và cũng đã uống cà phê để chuẩn bị cho cái chuyến hành trình mà đi về Hải Phòng thưa quý vị và các bạn. Thì tất cả mọi người cũng đã biết là cái live show tối ngày hôm nay của đàn gà con cũng như anh Mạnh Quỳnh tại Hải Phòng rồi đúng không ạ? Thì bé Thiên Ngân xin mời quý vị chúng ta cũng một chút Vượng Hạnh sẽ cập nhật cho các quý vị một chút về cái thông tin của bé Thiên Ngân cho mọi người. Thì em ấy cũng có đăng tải một số cái dòng trạng thái là Hải Phòng ơi em đến đây. Thì em ấy cũng có gắn thẻ của Huỳnh Đức Duy. Và tức là em ấy cũng có ghi rằng bé đã chuẩn bị xong cái hành lý để ngày hôm nay sẽ về gặp cả nhà tại Hải Phòng rồi đây ạ. Cả nhà có vé hết chưa ạ? Hẹn khán giả Hải Phòng tức là tối nay chúng ta quẩy nhé. Thì em ấy cũng có đăng tải một số cái thông tin là như vậy. Thì tức là ở cái show Hải Phòng này thưa quý vị gồm có Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Trường Huy, Duy Juno, Trường Sang, Thiên Ngân và Dương Huệ với em Mạnh Quỳnh. Thì tất cả chúng ta cũng mong sao những cái live show này nó sẽ thành công rực rỡ và nó sẽ suôn sẻ để mà cho các quý vị khán giả chúng ta được thưởng thức những cái màn trình diễn của đàn gà con trong buổi tối ngày hôm nay tại Hải Phòng đúng không thưa quý vị. Thì bé Thiên Ngân cũng có bình luận một số cái thông tin như sau. Em cảm ơn cả nhà yêu nhiều lắm ạ. Cả nhà hãy cố gắng ủng hộ cho chúng em tại Hải Phòng nhé. Tức là bé Thiên Ngân ngày hôm nay cũng đã về tới Hải Phòng rồi mọi người, để chuẩn bị tối hôm nay sẽ có những cái live show và những cái bài hát đặc biệt để gửi tặng đến tất cả quý vị khu vực Hải Phòng. Và ngày hôm nay thì các quý vị chúng ta hãy đến cái live show tại Hải Phòng này để cho tất cả chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà để ủng hộ cho đàn gà con nha mọi người. Và tất cả các quý vị cũng đang rất hồi hộp đón chờ đúng không ạ? Chúc Phạm Thiên Ngân với ba Mạnh Quỳnh có một đêm diễn thành công như mong đợi nhé. Luôn yêu thương ủng hộ đàn gà con với ba nè. Đó Phạm Thiên Ngân, tất cả mọi người đã chúc mừng cho em ấy. Chúc bé đi tới nơi về tới chốn và show diễn thành công tốt đẹp nhé. Chúc con khỏe, show diễn Hải Phòng thành công mỹ mãn. Kính thưa quý vị, là trong mấy ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái câu chuyện và những cái lời chúc rất là hay. Em gái út đáng yêu quá nè, chị chúc cho em gái út, trai Juno, ba Quỳnh, em gái Tuyết Nhung, em trai Trường Sang, em Quỳnh Trang và Trường Huy với Dương Huệ show diễn ở Hải Phòng thành công tốt đẹp nè. Kính thưa quý vị, là có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta đang nói ở đây đúng không ạ?
Bởi vì trong cái thời gian này thì live show là sẽ diễn ra rất là nhiều, sẽ liên tục để mà cập nhật tới cho các quý vị những cái thông tin mới nhất và hữu ích nhất của Đàn Gà Con cho các quý vị chúng ta cùng nhau được nghe. Thì trong buổi tối ngày hôm qua thì cái thông tin mà anh Mạnh Quỳnh đăng tải thì bé Tuyết Nhung có phát trực tiếp khi mà ba Mạnh Quỳnh hát, thì cũng mong mọi người thông cảm, bởi vì Vượng Hạnh cũng chỉ cập nhật cho mọi người biết một chút về cái thông tin anh Mạnh Quỳnh trong cái buổi live show tối ngày hôm qua thôi ạ. Bởi vì anh Mạnh Quỳnh còn tức là cái lời, những cái lời bài hát, những bài hát đó thì nó còn liên quan tới nhạc bản quyền, cho nên là Vượng Hạnh cũng không thể nào mà đăng tải hết cho các quý vị xem được những cái thông tin, những cái bài hát của anh Mạnh Quỳnh được. Mọi người thật sự phải thông cảm cho Vượng Hạnh nhá. Thì Vượng Hạnh cũng biết là mọi người xem video, mọi người cũng có thể là rất là bực khi mà chỉ xem được những cái đoạn mà anh Mạnh Quỳnh nói chuyện thôi ạ. Chứ còn nếu như đoạn nào có nhạc hát thì bởi vì bên YouTube họ sẽ cấm ngay, vì lý do những bài hát đó đã được đăng tải và đã được lý do là bản quyền mọi người ạ. Cho nên Vượng Hạnh không thể đăng tải cho mọi người. Rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy thông cảm và hãy bỏ qua cho Vượng Hạnh nha. Thì còn trong buổi tối ngày hôm nay tại Hải Phòng sẽ diễn ra tất cả những cái cuộc hội ngộ cũng như là những cái câu chuyện đáng nói về Thiên Ngân, về Tuyết Nhung, Trường Sang và Trường Huy cũng như Juno, anh Mạnh Quỳnh. Thì mong cho tất cả mọi người chúng ta sẽ được xem một buổi live show của anh Mạnh Quỳnh cũng như cùng Đàn Gà Con sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, và mọi người sẽ có một buổi tối xem live show thật là tuyệt vời, để rồi sau này chúng ta sẽ cùng nhau ủng hộ cũng như cùng nhau chúng ta giúp đỡ cho Đàn Gà Con sau này sẽ phát triển thật tốt trong tương lai nha mọi người. Trong buổi tối ngày hôm qua thì thật sự có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều món quà đã dành tặng cho anh Mạnh Quỳnh. Thì Đàn Gà Con cũng vậy, ngày hôm kia thì cái live show ngày 7 tháng 4 cũng đã nhận được rất là nhiều những cái món quà từ quý vị khán giả. Và bé Tuyết Nhung và Trường Sang cũng đã đăng tải một số cái dòng trạng thái, cái thông tin lên cái trang cá nhân của mình. Thì tức là bé đăng tải như sau: cảm ơn cả nhà rất nhiều khi mà em trở về Hà Nội biểu diễn, đã được sự quan tâm và sự ủng hộ rất là quý báu của mọi người, và những món quà thật ý nghĩa đã dành cho Đàn Gà Con. Và cũng xin được cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an nha mọi người. Và đó là những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình để cảm ơn tới toàn thể bà con, cô bác, anh chị em ngoài khu vực Hà Nội đã trở về xem live show để ủng hộ cho Đàn Gà Con. Đó là một cái điều rất đáng quý, và tất cả Đàn Gà Con rất là cảm ơn các quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay thì Vượng Hạnh cũng xin được cập nhật tới đây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chúc cho mọi người có một buổi tối thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình nha mọi người. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ. Đừng quên nhấn chuông ủng hộ cho Vượng Hạnh TV nha. Em xin được cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.